Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa Node.js tại F8 Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học cách cài đặt một câu DB trên hệ điều hành Ubuntu Ở đây là các bạn uh, mở trình duyệt web lên này và truy cập trang là mongodb.com uh, Gạch chéo thêm từ try vào đằng sau giúp mình luôn nhá Đó, Uh, cái gạch chéo try này này thực ra nó chính là cái việc mà các bạn bấm vào cái cái nút là try free ở bên góc trên bên phải này nhá giả dụ mà đến khi tương lai các bạn xem video này mà không còn cái nút này nữa thì các bạn có thể tự gõ vào gạch chéo try giúp mình được chưa ở đây nó có ba cái lựa chọn cho chúng ta Uh, đây là lựa chọn sử dụng cloud mongodb các bạn nhé cái này thì các bạn tự tìm hiểu cái này đón, tóm lại là các bạn sẽ không phải cài mongodb mà các bạn sử dụng ở trên cloud nó cấp cho các bạn các bạn sẽ có một account để các bạn quản lý cái account đó được À, quản lý cái db đó Ờ uh, option hai là các bạn tự cài lên máy của các bạn được chưa? Dạ. thì việc của chúng ta là chúng ta sẽ học cái option số 2 này. À, và bây giờ cái phần số 3 này nó là cái công cụ để hỗ trợ chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc với môn câu db thì các bạn có thể trong lúc này sang cái phần công cụ này tải trước nhá các bạn tải giúp mình cái thằng môn câu db compass về này đó bấm mở ra này sau đó là chọn lại cái hệ điều hành này chọn làm sao cho nó đúng với cái hệ điều hành của các bạn nhé chúng ta đang sử dụng ubuntu đúng không ubuntu 64 bit này đó file deb này các bạn tải về download đó lưu file vào ạ Tiếp theo là các bạn trong lúc đăng tải ấy, thì các bạn có thể sang cái phần này ở giữa các bạn nhìn thấy cái bản cái phần có hai bản chính ấy nhá là môn câu Enterprise là bản mất phí này chúng ta sẽ sử dụng cái bản môn câu Community này các bạn nhé bản miễn phí các bạn nhé đó bấm vào phần này nhá tránh nhầm mà nó nha Ok các bạn chọn cái hệ điều hành với này giúp mình hãy chọn vào các bạn đang sử dụng mô version bao nhiêu thì các bạn chọn tương ứng được chưa đấy ở đây là mình đang sử dụng 18.04 này à, rồi các bạn bấm download giúp mình đó. Uh, ok, chờ vài giây nó sẽ tải. Đó các bạn lưu file vào. Ok. Rồi bây giờ xem vào đây, bấm vào đây này. Trên này nó sẽ hiển thị ra những cái file các bạn đã tải. Đó. Thì bây giờ ấy, các bạn lý nhé cái đuôi file là DEP này ấy, thì với Ubuntu các bạn có thể install luôn. Thì một số bạn sử dụng bản Ubuntu mới, ví dụ như bản 20 ấy thì các bạn mới cài xong ấy, các bạn bấm vào thì nó sẽ không có cái trình install mặc định ban đầu thì các bạn bấm chuột phải ở đây nhá. Uh, mặc định ở đây cầu các bạn mới đầu nó lại là giải nén chẳng hạn thì các bạn hãy chọn vào cái open with other uh, application nhé đó sau đó chọn vào giúp mình cái thằng là software install này rồi chọn select được chưa đó thì bây giờ chúng ta sẽ cài thằng uh, MongoDB Compass này đó, trong lúc nó đang cài MongoDB Compass thì chúng ta có thể uh, ngồi chờ một chút đó các bạn bấm vào install giúp mình nhập mật khẩu máy tính của các bạn nhé giả dụ mà các bạn không đặt mật khẩu thì nó sẽ không hỏi được chưa đó Uh, cài xong Compass rồi, các bạn mở ra, mở cái thằng app của các bạn ra, các bạn sẽ nhìn thấy đây, MongoDB Compass đây. Các bạn cứ mở nó sẵn lên được chưa? Uh, đây nó đang mở sẵn lên, ẩn tạm nó đi. Rồi cái chỗ này là các bạn cài xong rồi thì các bạn bấm dấu X đi giúp mình. Đây bấm dấu X đi. Đây là MongoDB Compass nha Chút nữa chúng ta sẽ dùng để nó. Bây giờ đến MongoDB server thì các bạn có thể bấm chuột phải vào đây, chọn à uh, đấy open with software. Đó xong bạn chọn install và các bạn gõ mật khẩu máy của các bạn vào đây đó nó xong rồi ấy, thì các bạn tắt nó đi thôi à, sau đó là các bạn vào trong cái ứng dụng của các bạn nha đây bấm vào cái biểu tượng này show application đây các bạn search trên này là terminal đấy các bạn mở ra cho mình À, các bạn lưu ý là nếu mà các bạn đã mở terminal từ trước khi các bạn cái thì các bạn cần tắt đi và mở lại giúp mình thì khi đó là nó mới load được vào cái biến phát ở biến môi trường các bạn nhé của thằng mongodb DB nhé bây giờ các bạn có thể kiểm tra xem mongodb đã cài đặt được chưa các bạn chỉ cần gõ là Mongo để chạy luôn này đây Mongo D để chạy Mongo D và các bạn bấm chạy bấm enter đó thế này là có mongodb rồi nhá giả dụ giả dụ mà chưa cài đặt thì nó sẽ báo là Mongo command not found cơ ở đây là chúng ta đang gặp một cái vấn đề đang gặp một cái exception nó đang bảo rằng là cái thư mục lưu dữ, dữ liệu của chúng ta là chưa được tạo ra thì các bạn có thể tạo ra cho mình đây nó đang yêu cầu chúng ta tạo ra cái thư mục là data db giả dụ mà các bạn lại không thích sử dụng cái thư mục mặc định này thì các bạn có thể khi các bạn chạy là mongo db à mà thôi cứ từng từng cái một nhé đây này à, các bạn tạo ra như này copy copy cái tên thư mục này là các bạn gõ rộng cho mình lệnh là sudo cách mkdic cách và paste cái tên thư mục vừa rồi vào enter nhập mật khẩu mật khẩu trên uh, terminal sẽ không hiện khi các bạn gõ nha các bạn cứ gõ rồi bấm enter đó uh, nó đang bảo là cannot create director no search file à, bởi vì chúng ta thiếu cái tham số trừ p bởi vì cả cái thư mục data này nó cũng không có và vì vậy là nó yêu cầu là các bạn phải tạo cái thư mục data trước sau đó mới tạo db nhưng nếu mà các bạn uh, muốn nó tự tạo cho các bạn thì thêm tham số trừ p vào giúp mình enter đó xong rồi đã cài xong nhá thì bây giờ các bạn thêm một cái lệnh nữa là sudo cách CH1 777 và các bạn paste cái thư mục của bạn vào Enter để cho cái thư mục này nó có cái quyền ghi đầy đủ các quyền luôn full quyền luôn các bạn nhé thì data DB này nó chính là cái thư mục mà thằng môn câu DB nó sẽ sử dụng để lưu cơ sở dữ liệu của chúng ta vào trong đó đấy ạ các bạn có thể chạy lại này môn câu DB này môn câu đi các bạn nhé đó thành công được chưa đó bây giờ các bạn sang compact này đấy sang bên compact này Uh, các bạn nhập cái connection string vào đây là nó sẽ kết nối được thì các bạn đọc ở bên này nhé nó sẽ nói với các bạn là nó đang chạy ở đâu đây này à, uh, MongoDB đang listening on 127.0.0.1 đây địa chỉ IP của nó nha chính là localhost được chưa và nó sẽ open ra một cái port và nó listening port là 27017 được chưa thì bây giờ các bạn connect tới thằng um, server MongoDB này qua cái địa chỉ IP 127.0.0.1 và port là 27017 các bạn nhé hoặc là địa chỉ IP này thay bằng localhost cũng được bởi vì localhost nó là host name của địa chỉ IP này được chưa các bạn quay sang bên này sau đó là các bạn bấm vào cái CX sample chỗ này để xem cái chuỗi connection string của nó cái cái mẫu của nó được chưa đây các bạn nhìn thấy phần standalone đây các bạn copy lại cái chuỗi này giúp mình đó tắt nó đi xong rồi sang bên này paste cái chuỗi connection vào đây giúp mình dán vào đây nhá À, các bạn thay giúp mình cái hostname của nó đây, cái hostname default của nó nó để example thôi. Các bạn xóa đi, giữ lại cái dấu hai chấm nhá. Xóa này. À, nhập vào đây giúp mình là 127.0.0.1 được chưa? Hoặc là nhập là thay cái chữ 127.0.0.1 này bằng cái chuỗi là localhost cũng được các bạn nhá. Các bạn bấm connect. Đó, thành công, được chưa? Đó, đây là ba cái database của nó có sẵn ở trong những video tới chúng ta sẽ bấm vào cái nút create database này để chúng ta tạo ra database và mỗi khi các bạn uh, sử dụng uh, database mongodb cho website của các bạn hoặc cho ứng dụng của các bạn thì các bạn sẽ cần phải tạo database mới thì cái việc tạo database mới chúng ta sẽ nói ở video sau được chưa? Còn đây là dành cho mình sẽ nói thêm dành cho những bạn mà lại không muốn lưu trữ mặc định mongodb vào trong cái thư mục uh, data db thì các bạn bấm ctrl c nhé để thoát này mỗi lần các bạn cần chạy db thì các bạn phải có cái lệnh mongodb nhá tắt máy ly bật lại là các bạn phải mở lại nhá bây giờ các bạn bấm ctrl c để thoát này đó và bây giờ ấy, các bạn có thể uh, khi các bạn chạy nhá các bạn để ý bên trên vừa nãy nó nói này lúc nó bị lỗi ấy. đây uh, nó bảo là nếu mà các bạn muốn chạy nó uh, lưu trữ nó vào một cái thư mục khác thì các bạn thêm một cái flag là trừ trừ dbpath thực ạ dạ. đó mình ví dụ như bây giờ mình muốn lưu vào trong cái thư mục là xem nào là lớp của mình đây nhá uh, mình tạo ra một thư mục ở đây để mình lưu vào đây nhá thì mình sẽ là gì trước tiên mình sẽ tạo ra cái thư mục đó uh, sudo mkdict đó, cách trừ P à, Dấu ngã, dấu sượt này là nó sẽ đi đến thư mục user của mình này Được chưa? Thì trong user này sẽ có dấu comment này Trong dấu này mình sẽ tạo ra một cái là mongo db ngang data Được chưa? Mình tạo thư mục này Sau đó là mình sẽ set quyền cho nó Set cho nó full quyền luôn Mình sẽ là sudo m ch uh, chmod777 Đó Và mình dán cái thằng này là Enter rồi thì bây giờ bắt đầu là khi mình chạy môn câu đấy một câu MongoDB cách trừ trừ db pass và mình cách ra mình paste cái pass của mình vào cái pass là trong của mình MongoDB data kia enter đó thì bây giờ là MongoDB của chúng ta nó sẽ chạy và nó lưu trữ dữ liệu vào bên này đấy các bạn thấy không nó sinh ra một cái thư mục đây đó nó lưu trữ tất cả các dữ liệu của chúng ta vào trong này sau này nó sẽ có những cái đây cái file BSON này chính là cái file nội dung database của bạn nó lưu vào đây được chưa? Đó. Ok thì nội dung video này đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo.